nội đang hái rau, con vô hái tiếp với nội đi. Dạ. Bà nội ơi, nội giỏi quá à. Cái gì bà nội cũng biết làm hết trơn á. Nấu ăn, may vá, rồi trồng rau nữa. Chà, bữa nay bài đặt nịnh tôi dữ quay. Thôi hiểu rồi, bây giờ đó vô phụ lặt rau với nội, rồi rửa tay sạch sẽ, nội cho qua nhà Lan chơi chút, được không? Yeah, con biết nội, một mình nội là một người hiểu con nhất thôi à. Nội mà không hiểu con thì ai hiểu con? Bà nội hái rau nhiều vậy nè, con nghĩ là bà nội làm bánh khọt nữa phải không? Ủa, như vậy là con không có thích bánh khọt của bà nội làm sao? Đâu có đâu, con cũng hơi thích thích chút thôi. Con nói nhựa nhựa là nội biết con không có mê cái món bánh khọt nội làm, đúng không? À, nhưng mà hôm nay nội làm mà tép chiên bột ăn với lại cái rau mà bà cháu mình hay nãy giờ. Hồi chiều đó cậu Sáu con kéo mẻ lưới, có cá, có tép. Cá thì nội kho kho quẹt rồi, còn tép thì nội để chiên bột cho con ăn, cho có canxi, cho mau cao, mau lớn. Hôm nay bà cháu tôi nhờ chương trình Bếp Quê giới thiệu với lại khán giả xem đài món tép chiên bột độc đáo này. Tháng này chị, nước ròng nó giật mé là người ta đi xúc tép trấu nhiều lắm phải không chị? Ừ em, thì nước ròng á, người ta đi lấy gỗ với lại mấy cái vợt cái bằng lưới em. Ta ra mé sông ta xúc tép, rồi về mình mới lựa tép bự ra, mình chiên bột. Còn tép nhỏ nhỏ thì mình rang mặn, rồi tép nhỏ nữa thì mình làm mắm tép đó em. Nói tép chiên bột á, là hồi nhỏ em thích ăn món đó lắm. Mỗi lần mà nghe người ta rau á, ai ăn tép chiên bột không là mê lắm chị ơi. Tép hôm nay nó cũng không có được ngon như hồi xưa em. Thì hồi chị chiên tép chiên bột, chị mời em thưởng thức cái món tép chiên bột nha. Kính chào quý khán giả, chào hai bà cháu. Ngày hôm nay thì chị Lê Thị Hiền sẽ hướng dẫn cho Kim Trinh cũng như là quý khán giả món tép chiên bột, món ăn đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Ngoài tép ra thì mình cần nguyên liệu gì mới làm được tép chiên bột hả chị Hiền? Ngoài tép ra thì mình cần những nguyên liệu sau. Gạo được xay mịn cùng với khóm, cơm nguội để bột có độ dẻo nhất định thế này. Khuấy đều bột cho tan, rồi nêm thêm ít gia vị để bột bánh thêm phần đậm đà. Khi nào mình mới bỏ tép với lại khoai cao vô hả chị? Thì bây giờ bột nó tan rồi đó em. Cái xong chị để khoai cao trước nha. Tiếp theo mình để tép. Trong cái công thức mình pha bột á chị Hiền, thì chỗ nào thì mình cần lưu ý để cho bột mình pha nó ngon, chiên bánh nó giòn á chị? Trong cái cách pha bột này á thì chị 200g bột thì 100g tép. Rồi khoai cao thì tùy ý theo mình, như là mình để vô cái nhiều thì cho nó thơm nó béo. Dạ. Nhưng mà chị thì chị để vừa đủ thôi, chứ không có cái nào nhiều, không có nào nhất ít em. Ừ. Pha vậy là xong, là có thể đem đi chiên hả chị? Pha bột này thì nó đơn giản lắm em, đợi một chút xíu cho nó thấm vô trong gia vị đi em. Bây giờ mình làm nước chấm đi. Chén nước mắm pha loãng cùng với chút đường, chanh, tỏi, ớt sao cho có vị chua chua, cay cay là đúng điệu nước chấm để ăn với tép chiên bột. Giờ chỉ còn việc chiên bánh nữa là hoàn tất món ăn này. Bắt chảo lên bếp, cho mỡ vào, đợi nóng già, rồi múc từng giá bột vào chảo, dán gọn miếng bánh, rồi chiên vàng đều hai mặt.
Khi chiên cần chú ý chụm lửa nhỏ, vì nếu lửa hơi to thì không chỉ là món ăn bị khét nhanh mà còn làm tép bên trong bột sẽ không được chín kỹ. Mình chiên bánh nè chị, mình canh lửa làm sao với chiên khi nào mà mình lấy bánh ra là nó ngon nhất hả chị? Mình chiên thì mình chậm lửa cho nó ghiêu ghiêu em. Xong cái mình coi chừng cái mặt này nó vàng, cái mình chở bề nè em. Mình chở bề qua cho cái mặt khi nó vàng. Nó vừa vàng tới là ở trong tép nó cũng vừa chín em. Là lúc đó là mình cảm thấy ngon rồi, thì mình vớt ra. Chị, em thấy có một số nơi á, bà con mình chiên là dùng cái sạn á, đặng ban ra cái miếng bánh cho nó mỏng. Còn ở đây mình dùng giá chiên. Tại vì cái bột á, mỗi người nó pha mỗi cách khác nhau. Chị pha cái bột này thì nó cũng không quá lỏng mà nó cũng không quá đặc, cho nên là mình dùng cái giá để mình múc vô thì cái bánh nó tròn, nó cao hơn. Còn người ta dùng cái sạn thì nó cái bột nó khô hơn á em. Tùy theo từng dùng mà bánh được chiên dày, mỏng khác nhau. Tép chiên bột vừa giòn vừa ngon bởi nó hòa quyện đầy đủ những vị béo, vị ngọt, vị cay nồng chốn đồng quê dùng sông nước Cửu Long. Từ ngày xưa ấy, hình ảnh con tép và hương vị của nó như còn đọng lại trong ký ức của mỗi người con nơi này. Chị có nhớ lúc mà đầu tiên chị được ba mẹ ông bà làm cái tép chiên bột cho chị ăn á chị? Thì lúc đó mình ăn cái cảm giác mình thấy làm sao chị? Hồi đó chị nhớ mẹ chị làm cho chị ăn á. Cái chỗ chị thấy lạ lắm, hồi cấp nhỏ nhỏ mình chưa được ăn á. Chị hỏi mẹ thì mẹ nói là cái món tép chiên bột con ăn đi, mẹ làm cho con ăn. Thì lúc đó chị ăn á, chị thấy ngon, thấy thơm cái mùi vị của tép, rồi nó ngon cái mùi vị của bột á. Thấy ngon lắm em, chị nhớ hoài luôn vậy đó. Rồi sau này á, chị chiên cho con của chị ăn á, thì mấy bé có nói gì không chị? Bé cũng thích lắm em, nhưng mà chị chỉ nhớ là hồi xưa là mình thích cái việc mà mình đi xúc tép về mình tự động mình làm nè. Nó ngon hơn, nó cảm thấy nó đồng quê hơn. Tép chiên bột sau khi thực hiện xong sẽ có màu sắc đẹp mắt, vàng rượm của bột cộng thêm màu rạch son lấp ló của con tép. Món ăn khá là lạ nhưng thật sự chúng rất ngon và vô cùng hấp dẫn. Ăn gụm luôn chị ơi, ngọt béo, thơm mùi khoai cao, tép nữa. Bánh này là hồi mình dọn ra mình ăn với rau sống với nước mắm chua hả chị? Quý khán giả thân mến, tép chiên bột là món ăn thơm ngon, một sản vật độc đáo của miền Tây. Nhất là khi con nước về, những con tép trấu lo nhoi cũng đã tạo nên những hoài niệm khó phai, đâu chỉ riêng gì chị Hiền phải không quý vị? Chương trình Bếp Quê kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn nước mắm Quốc Hải đã đồng hành cùng chương trình. Kim Trinh cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.